cô chú ơi, Mẫn đi thăm vấn, cô chú đi thăm vấn cho Mẫn nha. Hôm nay Mẫn sẽ lôi cái xuồng của Mẫn nè, mình lôi xuống kinh xong rồi mình chống chèo qua những bụi lục bình, mình sẽ đi thăm vấn. Ui trời ơi, con kiến lửa. Kiến lửa. Ui mới vừa yến mà nó bụp ra trời. Rồi, đang xuống luôn. Cho nó nhanh. Hẻm thôi, nó làm ướt hết cái chỗ ngồi của Mẫn nữa. Vớn tổng với vợ cái lập bự này luôn cô chú. Muốn sửa nó lại cho đàng hoàng mới được. Cua chạy vớn này bữa nay dính cá dữ rồi. Sáng ông cậu đỡ cô chú ơi, ông cậu vợ hả cha lương á, nhóc hết trơn luôn. Để Mẫn đổi bên cô chú, đổi qua bên kia. Con gì vậy ta?
cua. Không biết là vô được nhiêu con cua nữa. Nhưng mà vẫn thấy ông cậu dở là thấy ham lắm luôn. Thấy mê lắm. Nhưng mà dớn ông cậu là dớn ông cậu ngâm rồi. Ngâm rồi, giặt rồi, còn dớn mình nè. Còn ngâm không à. Có khi nào rớt nước không ta? Ở da cái chỗ này hơi bị khó dở rồi. Có cá ngọt luôn, mà nhìn thấy luôn. Nhưng mà kệ nó luôn, tại vì trừ khi lội nước mới dở được hết. Nó dễ dở. Ôi luôn. Luôn cô chú ơi, luôn quá trời luôn rồi. Cứ xoay lại cho cô chú coi. Ủa cái này. Ôi. Mở tay chứ. Nhiều luôn. Quá trời nhiều tép. Ấy cứ 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 cứ. Ấy trời. Mà còn sót lão đại đây nữa. Thôi đèn ơi, ôi trời ơi, gãy ăn rồi. Gãy ăn rồi. Cha Mẫn ban đêm cha hay đi vòng vòng với cô chú. Nhằm khi cha đi tới 12 giờ 1 giờ thì cha phát hiện ra là xiệt á. Cô chú biết sao không? Cái vớ mình nó không dở. Nhưng mà nó lấy xiệt. Nó chích á, nó chích vô vậy nè. Nó chích vô xong rồi đầu cái cha phát hiện ra. Cha phát hiện ra cái cha nói á, là tại sao làm vậy? Cha nói rằng á, nếu mà làm như vậy á, là ví dụ như mà vớ người ta mà có lươn có cá đó, lươn mà cá bự đâu á, là nó sẽ nổi lên là tụi mày sẽ kiểu như là người ta tham á, người ta sẽ bắt những con bự á, thay vì mở ra lấy hết cá nhỏ thì người ta không lấy, người ta làm gì để lấy cá bự. Cái người ta nói tại vì không có biết vớn của chú, cái cha mới nói là cho dù vớn của ai đi chăng nữa thì cũng không được làm vậy. Công nhận thiệt tình luôn á, bất ngờ luôn. Có nhiều chiêu á, có nhiều chiêu mà mình không biết làm sao luôn. Giờ vẫn đi vô cái mình thăm cái lạp bự nha cô chú. Okay.
lầu. Cái gì? Cá nó không vô. Cái thường thường cái này vô cá lầu kiến cành cành thôi. Gần của chú. Bữa nay dính được cá sặc gần luôn. Cứ thả hoài mà không biết có sống được không. Cá sặc gần á, cái mình nó mà nó chịu có sâu á cô chú. Sâu dữ lắm. À, nói chung hôm nay á, là mặn bội thu tép. Hôm nay là bội thu tép. Tép quá trời tép luôn, bội thu tép, bội thu lương. Bây giờ lương á, thì mặn cũng có một ít này. Cộng thêm một ít này nữa. Bây giờ mặn sẽ đi cân. Rồi xong rồi ở đầu cái mình sẽ đi ra chợ mình mua đồ ăn cô chú nha. Hôm nay thì mặn sẽ quyết định làm món cực kỳ là ngon luôn, đó là gà xào húng quế. Gà xào lá húng quế mình á. Cái món này thì mặn lần đầu tiên mặn làm luôn. Mẫn mới học, hy vọng là Mẫn sẽ làm ổn. Mẫn coi phim Thái Lan á, sao mà Mẫn thấy người ta làm ngon quá à, cái Mẫn học theo. Nhưng mà Mẫn chưa có làm lần nào hết, hôm nay là sẽ là lần đầu tiên Mẫn làm luôn. Giờ Mẫn đi đổ cái này ra. Bắt lươn ra, bắt lươn vô đây đi. Bắt lươn vô xô, cái xíu nữa mình đổ ra bọc cái dễ. Ê, đi đâu vậy? Lươn này nè, bán nó mới im. Chứ có lương nghe lương nhì, lương nhất lương nhì bán cái gì, cái nó không có gì, không có tiền. Cua luôn, cua ký có 20.000 à. Thank you.
Thank you.
mới nhiều quá.